Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của tác giả Lê Nguyệt. Truyện ngắn được mang tên Gái Út Bà Hội Đồng. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Huỳnh Văn Quang đã muốn bỏ vợ từ hôm vào động phòng. Trời đất quỷ thần ơi! Một thằng con trai út, con nhà địa chủ danh giá, đẹp trai ngời ngời, có ăn có học, mà lại có cô vợ mặt mày như quỷ dạ xoa vậy á, thì còn gì á là nam nhi chi chí nữa. Anh giận cha mẹ, giận lời chỉ phúc giao hôn, giận mình cưới vợ mà mua trâu vẽ bóng, không chịu tìm hiểu kỹ lưỡng xem mặt dài mặt dáng của nó ra sao. Chỉ ngó qua dốc dáng bộ hình á mà đã đánh giá sai lầm. Thì thôi, nếu như nó xấu người đẹp nết thì anh cũng ráng ngậm bồ hòn làm ngọt. Đằng này đã xấu quắc xấu quơ mà còn ra vẻ ta đây. Hỏi chứ anh có thể sống suốt đời sanh con đẻ cái với cái thứ như vậy hay không? Đầu đuôi cũng tại cha mẹ của anh cả. Chuyện là vậy. Khi bỗng 10 tuổi thì cha cô không còn là hội đồng nữa. Cơ cấu chính quyền thay đổi nên chức hội đồng bây giờ gọi là xã trưởng. Cha cô tuy mới 50 tuổi nhưng không thích tiếp tục chen chân vào chốn quan trường nên cáo lỗi hồi hưu. Tuy không còn đương nhiệm nhưng những ai biết ông, nhất là ở địa phương, đều trân trọng gọi ông là ông hội đồng lĩnh. Ông lĩnh chỉ có một bà vợ chính thất và 6 người con. Trong 6 người con đó chỉ có một mình Bổng là gái nên được cả nhà thương yêu chiều chuộng. Bổng là tên gọi ngoài của Nguyễn Thị Bạch Liên, cha cô là Nguyễn Văn Lĩnh, mẹ là Trần Thị Sanh. Nội ngoại Bổng đều có quan chức. Vào thời điểm này thì hai bên cũng đã già hết rồi, không ai còn trong bộ máy chính quyền. Bổng có hôn ước với Quang, con trai út của địa chủ thống, cũng cùng thời với hội đồng lĩnh, và đất đai của địa chủ thống cũng bị chia năm xẻ bảy, không còn hùng cứ một phương như xưa. Tuy vậy, hai bên vẫn giàu có, ít ai bị kịp. Bỗng được cha mẹ và anh em chiều chuộng vì cô là gái út. Nhà không còn người làm nữa, nhưng cô có đến ba chị dâu ở chung nhà nên ai cũng nghĩ cô không hề động đến móng tay. Nhưng không phải, Bỗng cũng giỏi việc đồng áng và bếp núc như các chị dâu. Có điều, Bỗng cũng ít khi ra ngoài chơi bời với đám trẻ trang lứa. Người ta sợ oai danh của hội đồng, và nhất là bà Sanh thì hồ đồ, khó khăn và độc đoán. Với bà, không ai hơn các con của mình được. Vì vậy, khi Bổng 15 tuổi, đang độ dậy thì mà ít ai biết mày biết mặt của cô. Lúc nào Bổng ra đường, cũng đội chiếc nón lá, có quai bằng nhung màu đỏ sậm. Cái quai nón lớn che kính mặt như khẩu trang, chỉ chừa có cặp mắt long lanh ướt rượt. Dáng người thon thả yểu điệu, rất ưa nhìn. Quang dù chưa từng nói chuyện hay nhìn rõ mặt cô, nhưng qua dốc dáng đó, anh rất ưng bụng, đinh ninh cô sẽ là sở hữu của riêng mình. Nhà Quang cách nhà Bổng chỉ một con lộ đất làng quê. Thuở ấy xe cộ chỉ có xe đạp và Honda mới di chuyển được. Vì vậy đứng bên nhà Quang có thể thấy Bổng đi chợ hay ra sân tưới hoa kiển. Nhà hội đồng mà, rất đẹp và hoành tráng. Nổi cái cổng vào đầy chậu bonsai mắc tiền cũng nói lên sự quyền quý của gia chủ rồi. Ông lĩnh và ông thống bấy giờ như hai thường dân giàu có. Ông này hay qua nhà ông kia để uống trà đàm đạo. Đôi bạn già này giống nhau là không ai có tính trang hoa, một vợ một chồng răng long đầu bạc. Hôn ước đôi trẻ thì như đinh đóng cột rồi nên không còn nhắc tới nữa. Quang là con trai út của ông thống, có ăn học đàng hoàng, nhưng vì gia cảnh giàu có nên không đi làm việc ở đâu. Trên anh có ba chị gái và hai anh trai. Chị kế anh vừa được gả đi, bấy giờ Quang ở với cha mẹ. Quang gọi mẹ mình bằng vú. Anh không hiểu sao mà các anh chị em của mình lại gọi mẹ như vậy. Nhưng lớn lên bắt chước anh chị nên Quang cũng gọi bà bế bằng vú luôn. Trái ngược với bà Sanh, bà địa chủ bế thì hiền lành thật thà. Lúc đương thời, nhà cũng không có người ăn kẻ ở. Mọi chuyện trong nhà, bà và ba cô con gái thu xếp ổn thỏa. Bà ít khi ra ngoài giao du với lối xóm,
thỉnh thoảng đi chợ gặp người quen thì chào hỏi vậy thôi. Bà cũng chưa hề tới lui nhà hội đồng, dù bà Sanh thỉnh thoảng cũng qua nhà ngồi nói chuyện vu vơ, cũng để ham nóng lời hứa ngày xưa của hai ông chồng. Rồi ngày tháng trôi qua, hai đứa trẻ cũng đã lớn, chuyện cưới sinh được nhắc lại và cũng không cần mai mối. Vợ chồng ông Thống hẹn ngày dắt con trai qua để coi mắt cô dâu. Hôm đó, lần đầu tiên Bụng xuất hiện trước mặt gia đình Quang, có đủ cả anh chị của Quang, nhưng cô vẫn mang mạng che mặt, chỉ chừa sống mũi và đôi mắt. Vợ chồng ông Thống lấy làm lạ, nhưng nghĩ rằng gia môn của hội đồng không muốn con gái lộ mặt chỗ đông người, nên cũng không tra hỏi gì. Rồi đám hỏi, hai bên đều giàu có, nên lễ hỏi thôi mà cũng vô cùng hoành tráng. Đám cưới nhà gái thì quy tụ hết cả tay to mặt lớn ở huyện. Nhà trai thế lực ít hơn, và cũng do bà bế không thích khoe khoang ồn ào, nên chỉ có bà con dòng họ và lối xóm tới chung vui. Rước dâu về, ai cũng tấm tắc khen cô dâu có tướng phú quý, mình hạt sương mai, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, thật đúng là con nhà gia giáo. Thường thì con dâu mới cưới về nhà chồng, sau đám phải ra phụ người nhà dọn dẹp. Nhưng có lẽ Bỗng Bạch Liên còn nghĩ mình là con gái hội đồng, nên cứ ú trong phòng không chịu bước ra. Tuy nhiên, cô cũng không bị gọi ra ngoài, chỉ đến tối mới đi tắm gội thay đồ. Mà lạ chưa, ở trong nhà Bỗng vẫn che mặt là sao vậy cả? Quang quá sức thắc mắc về vợ. Tối lại vào động phòng, Bỗng vẫn không lột khăn ra. Có rượu trong người, Quang không kiên cử gì nữa, anh giật phăng tấm mạng che xuống, mát mẻ. Em mới làm như thời phong kiến á, cô dâu phải che mặt chờ chồng dở ra. Muốn vậy thì bây giờ anh dở ra nè. Ôi trời ơi! Quang hết hồn hết vía khi cái khăn che rơi xuống. Từ hai cánh mũi trở xuống cằm, cái miệng của Bỗng được bọc bằng một lớp da đen xì, thâm kim và nhám cào. Trời ơi! Ai đây? Nguyễn Thị Bạch Liên, con gái út của ông Nguyễn Văn Lĩnh và bà Trần Thị Sanh, vợ của Huỳnh Văn Quang đây sao? Trời ơi! Khuôn mặt này là của người hay của quỷ vậy chứ? Thấy chồng nhìn mình bằng ánh mắt kinh hoàng, Bỗng nổi giận, cô túm lấy anh, mở trừng mắt gằn giọng. Anh chê tôi phải không? Cha mẹ sinh tôi ra đã có nước da như vậy. Anh thích gái đẹp, sao không tìm hiểu cặn kẽ? A thần phụ cưới tôi về rồi lại ra vẻ rẻ rúng tôi là không có được đâu nghen. Quang nghe toàn thân mình nổi ốc cục á. Trời mẹ ơi, con nhỏ này có cái dốc dáng của thiên nghe, mà khuôn mặt của dạ xoa, miệng mồm vậy á, sao mà tôi dám hung hít gì chứ? Coi hai cái lỗ tai của nó kìa, trống phọc và hỉnh lên một cách kỳ cục. Cái miệng này tiếng nói phát ra nghe ngọt ngớt, nhưng chắc chắn nếu như nói nhiều sẽ toàn rắn rít chui ra cho mà coi. Hèn chi hồ dở, không ai biết mặt nó, bởi vì lúc nào cũng mang cái khăn che mặt mà. Trời ơi, nếu biết vậy thì cho dù cha già vú có giết anh cũng nhất định không cưới cái con giả xoa này về. Uổng công lâu nay anh cứ đinh ninh là mình sẽ cưới được tiên. Tiền đâu không thấy, chỉ thấy cái mỏ nó là mắt ớn hợn à. Quang đứng bật dậy, anh định bỏ chạy ra ngoài, nhưng Bỗng đã kéo tay anh một cái thật mạnh, khiến anh ngã bộp xuống giường, rồi lôi Bỗng ngã theo, đè trên người anh. Cô dí tay vào trán Quang. Đám cưới rồi, hai bên nội ngoại đã công nhận. Anh vì chê tôi xấu mà muốn chuồn hả? Anh coi thường tôi và gia đình tôi lắm rồi đó. Hùng chết còn để da, nát vỏ còn bờ tre nghen. Cha tôi dù không còn làm hội đồng nữa, nhưng đè chết cả nhà anh, cha tôi chỉ cần hôn một tiếng thôi. Quang cứng họng, anh còn lạ gì thế lực của ông hội đồng nữa chứ? Trời đất, đã xấu mà còn hung dữ, phách lối kiểu này thì vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau sao được? Dù anh là người hiền lành, ít ăn ít nói, sống chung với con dâu mà thích làm bà nội người ta như vậy, chịu nổi không? Nếu mà anh nhịn thì nó sẽ ngày một làm tới, leo lên đầu lên cổ cả nhà mà ngồi. Nhưng nếu anh thẳng tay trừng trị nó, thì liệu gia đình anh có yên ổn với nhà hội đồng lỗi thời đó không? Thôi, ráng nhịn cho qua đêm nay, rồi mai anh sẽ nói chuyện riêng với cha mình.
cha anh là người hiểu chuyện, tất sẽ có cách dạy anh phải như thế nào trước hoàn cảnh này. Cùng lắm thì trả nó về cho cha má nó là xong chứ gì. Quay mặt vào trong, Quang dám dẳng. Ngủ đi, tôi mệt rồi. Ồ, lúc nãy sang sái lắm mà, sao bây giờ lại vậy? Ồ, lúc nãy tôi chỉ muốn biết mặt vợ thôi. Anh nói chơi tôi một tiếng đi, tôi về bên nhà tôi liền cho anh coi. Vẫn không quay lại, Quang biểu môi. Con lại má, má ngủ cho con giờ. Hôm nay khách khứa cả ngày, trong mình con đầy mùi rượu. Giờ chỉ muốn ngủ thôi à. Vợ chồng là chuyện lâu dài, chứ không phải chỉ một đêm nay là mơi hết nghen. Ngủ đi, sáng còn trình diện trà nước cho cha mẹ nữa. Nói nhiều quá, không sợ lột lưỡi ha. Bụng tức lắm, nhưng nghĩ rằng nếu làm lớn chuyện sẽ bất lợi cho mình. Cô nằm xuống đầu lưng với Quang, cố ý để tấm lưng mềm mại của mình chạm vào lưng anh thử xem phản ứng ra sao. Quang vẫn nằm im không động đậy. Trong lòng vừa tức vừa ghét, nhưng chỉ biểu môi chứ không có biểu lộ cảm xúc nữa. Sáng thiệt mạc, bụng mới lồm cồm bò dậy, ra ngoài đánh răng rửa mặt, xong lấy khăn von che mặt. Cha mẹ cô đã dặn dò, sáng nay phải bưng trà mời cha mẹ chồng và nói mấy câu khách sáo rằng con còn nhỏ dại, có sơ suất gì á, xin cha má hãy rộng lượng bỏ qua. Nhưng khi vào đại sảnh, thấy cả nhà ngồi quay quần ở đó, chị Nam Thi và Sấu Cương của Quang vẫn còn ở lại để phụ dọn dẹp. Quang đứng tần ngần dưới bếp, xem hai chị mình nấu bữa sáng, bỗng quên tuốt lút cha mẹ dặn thế nào. Cô sững đựng một hồi, ông Thống thấy vậy mới nói. Ở trong nhà thì đeo khăn che mặt chi con? Tháo ra cho chị em nhận nhau, chứ kiểu này ra đường đâu biết con là ai. Quang cười khì coi cô ta trả lời cha mình ra sao. Ngỡ đâu, bỗng giới tay lấy cái nón lá úp trên đầu tủ, rồi quay sang nói với ông bà Thống. Con về bên nhà một chút. Bà Thống giật mình cản. Ý, đâu được con. Gái mới về nhà chồng thì phải chờ đúng 3 ngày phản bái mới được cùng chồng về nhà mẹ ruột chứ. Bụng trắm trớ trắm trớt. Nhà sát bên đi mấy bước là tới mà câu nệ làm gì. Chừng nào phản bái thì ảnh hãy dìa. Còn con thì chạy về một chút có sao đâu. Dứt lời, không cần sự cho phép, bụng phóng một cái ra tới lộ. Nam Thi lắc đầu nhìn Quang. Coi bộ ngựa bất kham ngang mày. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Con này mày không dạy, mời mốt nó leo lên tới đầu của vú luôn đó. Quang biểu môi liếc mắt nhìn cha. Dạy được mới lạ. Nói mấy câu nó cứ tự xưng là con hội đồng, hâm he đủ thứ. Tại cha đó, hứa hẹn chi vậy không? Ông Thống nhíu cặp chân mày tướng ngó Quang. Ủa, chứ không phải mày đã coi kỹ cô giải nó rồi sao? Nói cưới là mày ừa cái rụp, nên tao mới cưới chứ. Ai biết cái nết nó vậy đâu. Sấu Cương chen vô. Mà sao ngộ vậy Quang? Mắt gì nó không chịu lột khăn che mặt ra vậy? Đi coi mắt cũng không cho thấy, có thể bỏ qua được. Giờ về đây, ở trong nhà mà cũng vậy là sao? Quang hậm hực. Tại nó xấu như chúa ngục chứ sao? Ủa? Bộ dạng vậy mà xấu ha mày? Tôi không biết tả sao cho mọi người rõ nữa. Để chừng nó về, tôi làm bộ đụng cho nó rớt cái khăn ra, đặng mấy chị dòm. Dòm thấy là tội nghiệp tôi liền cho coi. Mày nói quá à. Quá chút nào tôi làm con chị liền á. Trời đất, cơi sớ một cái quá xá mạng rồi. Mời mốt nếu không thôi nó được, thì nhốt nó trong nhà, chứ sao mà dám dắt ra đường. Hèn chi nhà bên có cho nó ra ngoài đâu. Mà công nhận cái nhà đó kín miệng thiệt. Chớ có ai hé răng ra nói về cái nhan sắc của nó à nghen. Bạn bè tôi thấy bóng nó lượn qua lượn lại, còn nói tôi có phước phần lấy vợ vừa giàu vừa đẹp nữa kìa. Tụi nó mà thấy mặt con này cái ớn hận luôn á. Ông Thống vuốt râu trầm ngâm. Ừ, mà cha cũng thấy ngộ. Cha qua uống trà với ông hội đồng hoài, mà chớ khi nào nó ra chào hỏi cha một tiếng. Thấy ló thục dưới bếp không à. Thì ra là nó xấu. Cái hôm coi mắt, cha cũng lấy làm lạ. Cớ gì mà đeo khăn che mặt chứ. Nhưng chuyện gì cũng để từ từ. Nội cái vụ mới đám cưới hôm qua,
nay nó xách nón về bển là coi hỏng được rồi. Ông hội đồng gia giáo vậy sao mà dạy con kỳ quá. Mà hồi tối bộ thằng quan với nó có mít lòng hay sao? Quan dễ nảy. Mít lòng gì cha? Mở khăn ra thấy bản mặt nó là con nản muốn chết. Phần gì có rượu trong mình nên đẩy một giấc. Sáng cũng không thèm kêu nó dậy để coi cái nết ngủ của nó tới chừng nào. Kiểu này sống với nó chắc không bền quá cha ơi. Bậy à, dù sao cũng có uy tín của cha mẹ bay. Làm vậy cha mất mặt với anh hội đồng hết. Thôi để nó về bến coi sao. Thế nào ảnh chỉ cũng dạy biểu nó, chứ đâu mà vô phép vô tắc như vậy được. Bà bế chen vô. Có điều nó sống chung với ba bà chị dâu mà tôi chưa nghe ai phàn nàn một câu về nó. Coi kỹ lại đi, để từ từ, chứ gấp gáp gì mà quánh giá người ta. Ba bà chị của Quang cũng gật đầu nói phải. Quang bực bội bỏ ra sau nhà chờ dọn cơm kêu vô ăn. Bỗng vừa bước vô nhà, vợ Bảy Giỏ hết hồn kêu lên. Ủa cô Út, sao mới đám cưới mà không chờ phản bái lại về nhà một mình vậy? Bụng liếc chị dâu một cái bén ngót rồi phụng phịu trả lời. Bộ tôi có chồng rồi á thì không được về nhà hay sao chị Bảy? Bảy Giỏ nhăn mặt. Cái con này, mày nói chuyện với ai á mà cái kiểu như vậy hả? Gái mới cưới hôm qua thì theo phép tắc phải ở nhà chồng đúng 3 ngày mới về phản bái. Mới sáng mày hượt qua đây, rồi hai bác bên đó coi cha má ra gì mày? Mày làm vậy không sợ người ta đánh giá gia đình mình không có gia phong lễ giáo hay sao? Bỗng thấy cái nón lá xuống bộ dáng, hậm hực đưa mắt tìm bà hội đồng. Mắt mệt, gia phong lễ giáo khỉ khô. Tôi đã nói không lấy chồng mà cứ một hai ép gả à. Nó vừa thấy cái bản mặt tôi cái trời nhúng liền, rồi lăn ra ngủ một mạch. Chớ hề đếm xỉa tới tôi, mắc mớ gì tôi phải đầu lụy nó. Sáng nhà bển còn cả đống người, họ ngó tôi rồi xì xào, tôi chịu không nổi ha. Không phải tôi né cái vụ chùi ơi chùi nồi đâu, mà tôi ghét xì xào chỉ chỏ thôi. Bảy Giỏ cười gian nhà. Trời ơi, mày làm vợ làm dâu người ta, thì trước sau người ta cũng biết mặt mày, chứ mày đeo cái khăn hoài hay sao? Xấu người miễn đẹp nết là được. Mà coi bộ cái nết của mày cũng dữ thần lắm à. Bỗng chốt câu cuối. Ai tốt với tôi thì tôi tốt lại. Cà chớn cà cháo với tôi hả? Tôi không có nhịn đâu. Mà má đâu rồi chị Bảy? Vừa nãy giờ sao không thấy cha má gì hết vậy? Cha đi xóm rồi, má ở đằng sau chứ đâu. Bà Sanh nghe tiếng con gái Út trong nhà thì lật đật đi vô. Vừa thấy bỗng, bà đã kêu lên. Chàng ơi, sao mà về một mình vậy con? Sao không chờ phản bái hả về? Bỗng xà lại kéo tay bà ngồi xuống gián ca thán. Nạn thấy ghê má ơi. Thằng Quang nó thấy mặt con, cái nó hổng dòm luôn hà má. Bà Sanh vừa thương con gái vừa giận. Ý trời đất, nó ăn gan trời hay sao? Bỗng phụng phịu. Mà con đã nói với má rồi, con xấu hoắc như vậy á, chồng con mận chi cho người ta chê cười. Má cứ nói không sao đâu, không sao đâu. Rốt cuộc có ra nông nỗi này nè. Cái nhà đó cả đống cả làng người. Mấy bà chị của thằng chả cứ tới lui hoài. Thấy mặt con ở trề nhúng thì sao mà con chịu nổi chứ. Má sanh con ra xấu xí thì con cũng không trách giận chi má. Nhưng thà cha má cứ để con ở lợi nhà mình đi. Có chồng mận chi mà nhục nhã quá trời. Nói tới đó, bỗng bưng mặt khóc. Năm Hoàng từ trong phòng bước ra, kịp nghe mấy lời của bỗng. Bạn đứng lại hỏi. Mà nó mận chi mày rồi? Nó coi thường mày ra sao á? Nói tao nghe coi. Bỗng không nói mà cứ khóc. Bà Sanh nổi đoá, đứng dậy lấy cái nón bỗng mới quăng ra khi nãy đội lên đầu. Nam Hoàng cản lại. Má đi đâu vậy má? Bà Sanh giận dữ đỏ cả mặt. Má qua hỏi bên đó mận sao á mà lãng giang vậy? Xấu đẹp gì cũng là con người. Bộ đẹp á thì dọn mâm cơm cho họ ăn được sao? Khi dễ con má hả? Má cào sập nhà nó xuống chứ ở đó à. Nam Hoàng chắc lưỡi, bước tới gỡ cái nón xuống. Từ từ má ơi, nghe phải nghe hai bên, chứ cái kiểu nó mới đám cưới mà bỏ về nhà như vậy á, con coi cũng không được à. Dù gì cũng phải chờ phản bái chứ. Với lợi sáng sớm á, cũng phải xuống chào hỏi cha má chồng, chứ có đâu mà dọt về bên nhà ruột như vậy. Người ta bắt lỗi rồi mận sao? Chưa thấy thằng kia trật mà đã thấy con này trật rồi nghen. Bỗng ngẩng mặt lên,
méo máu. Anh mà biết cái gì? Tánh tôi ra sao á, nhà mình không biết ha. Tôi có tự nhiên á mà kiếm chuyện với ai chứ. Nhưng khi dễ tôi quá trời như vậy á, tôi không có chịu được. Quánh chết á, tôi cũng không có về bển nữa đâu. Muốn gì á, thì thằng Chả phải qua rước tôi. Tự mày bỏ về, chứ ai đuổi xua mày á mà đi rước. Thằng Quang á, tao rành nó quá xá. Nó không phải thứ ăn đàn sóng nói đàn gió đâu. Nó mà như vậy á, cha cũng không gả mày cho nó. Nó thấy mặt tôi á, cái la trời à. Rồi nó quay mặt vô vách ngủ luôn hà. Hôm nay đám cưới, nó mệt ngủ sớm là phải rồi. Mấy anh mày hồi đó cũng vậy thôi. Nghe lời tao, đi về bển đi mày ơi. Mày mận cái kiểu này mất mặt cha má hết đó. Má cũng đừng dung túng cho nó. Có gì với người lớn nói chuyện với nhau, chứ má để nó muốn gì được nấy là kỳ với bên hai bác lắm. Nghe anh trai nói vậy, bỗng càng khóc dữ hơn nữa. Cô lúc lắc tay má mình, mong được bà đồng minh. Bà Sanh giống cưng con gái út hơn hết thảy, nên vội nắm tay cô kéo vô phòng, đóng kín cửa lại thì thào to nhỏ. Ông hội đồng lãnh về tới, thấy cái nón có quai bằng von là biết bỗng rồi. Ông hất mặt hỏi: con bỗng về hay sao vậy mấy đứa? Bảy giỏ giọt miệng: nó đó cha, nó về kêu khóc, nói thằng Quang á chê nó xấu nên không muốn ở bển nữa. Ông lãnh sầm mặt xuống: tầm xòm ba lắp, con nghe nói thằng đó đuổi xu gì không? Không nghe à nghiêng. Vậy rồi á, hừng sáng giọt về bên này, không hề thư gửi gì với cha má chồng như lời cha dặn. Cha coi á, chưa phản bái mà về nhà một mình vậy á, sao coi được với hai bác thông gia. Vợ nó đâu rồi? Má con kéo vô phòng má rồi. Ông hứ một tiếng, rồi lại ngồi bên bộ trường kỷ báo lộng giữa nhà. Rót ly nước uống một hớp, xong lớn giọng gọi: má con bụng ra đây biểu cái coi. Thật lâu không có phản ứng gì, ông gọi lần nữa mới thấy bụng khép nép đi sau lưng bà Sanh ra ngoài. Vừa gặp mặt cô, ông lãnh liền nói: dù vậy mà không chờ nổi tới phản bái, kể cha nghe coi. Bỗng thì vốn rất sợ cái oai phong của cha, nhưng cô biết ông cưng mình hơn hết các anh. Nãy giờ nghe má cô giáo huấn, bỗng cũng biết mình trợt rồi, nên sợ cha chửi nữa mới tấn công trước bằng mấy giọt nước mắt. Cô méo máu nhìn cha, đôi mắt đẹp ướt nhẹp: hồi tối này á, thấy mặt con, anh Quang trợn tròn trợn trắng hai con mắt như thấy quỷ dữ vậy đó cha. Rồi ảnh quay lưng với con luôn, chớ hề nói một tiếng. Sáng con xin phép cha má ở bển dìa, mà ảnh cũng không cản, để con đi vậy đó cha. Con nhục mặt dữ lắm rồi. Cái vụ chồng con này á, con không có muốn. Tại cha má cứ kêu là có chồng gần á, cha má dễ dòm ngó. Ảnh coi thường con vậy á, sống chung nhà sao được nữa mà vợ chồng hả cha? Ông lãnh nhìn con gái, thương hết sức thương, nhưng không thể dung dưỡng nó bỏ nhà chồng về khi mới cưới hôm qua được. Ông ngoắc cô lại gần ngồi cạnh mình, đưa tay vuốt tóc cô. Con gái của cha không có xấu, tại cha má sanh con ra như vậy. Lỗi này là do cha má, không phải do con. Ông bà ta nói cái nết đánh chết cái đẹp. Con xấu mặt nhưng không xấu lòng là được. Con gái cha tốt lắm, cha má biết chứ. Tuy con có hơi chảnh chọe do được cưng chiều, nhưng bụng dạ hiền lành, ở lâu mới biết lòng người. Sáng con bỏ về là con sai rồi. Mà nhà người ta cũng chưa tỏ vẻ coi thường rẻ rúng con. Nghe lời cha, về bển đi con, rồi xin lỗi anh chị thông gia. Nói con bị lắm mình nên chạy về lấy bữa bối hỗ trợ, rồi ra quần ra áo mà phụ dọn dẹp nhà cửa. Thằng Quang là con út, ảnh chỉ sau này ở với vợ chồng con. Ta nói dâu út hay bị dòm ngó, con đừng có mần gì quá đà là được nghe không? Mà cha dặn nè, vợ có chồng rồi, xấu đẹp gì cũng không ngại ngùng nữa, bỏ cái mạng che mặt ra đi. Bên đó mà chê bai từ hôn thì chừng đó cha sẽ làm chủ cho con. Bỗng gục đầu vào vai cha khóc hu hu. Ông lãnh để cho con gái khóc một hồi, rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra, khuyên lần nữa: về bển đi con, qua phản bái rồi thì muốn về lúc nào về, nhà sát bên mà. Đừng có để thông gia nói nhà mình không có gia giáo, cha má không biết dạy con, nghe không? Bà Sanh vuốt tóc bỗng: nghe lời cha con đi, về bển mà ai kiếm chuyện với con thì mét má, má cào nhà họ ra cho con vừa bụng.
ông lườm lườm mắt ngó bà. Bà dạy con cái kiểu gì vậy chứ? Anh chị thông gia là hạng người nào mà bà nói vậy? Dạy con kiểu bà là làm hư con rồi. Bà Sanh liếc ông Lĩnh bằng nửa con mắt. Chứ ông không thấy họ chê con gái tôi hay sao? Họ có nói ra miệng hoặc biểu lộ thái độ chê bai chưa? Chẳng qua là thằng Quang nó bất ngờ thôi. Mà thật ra thì con bỗng ngoài đôi mắt ra, những thứ trên mặt nó cũng hơi khó coi một chút. Biết mình lỡ lời, ông vội đính chính ngay. Chỉ là hơi hơi thôi, chứ bà coi tướng tá của nó kìa. Thầy tướng số nói nó dưỡng phu ích tử. Con nghe lời cha về nhà chồng đi. Hãy chứng tỏ mấy điều. Thứ nhất, chứng minh cho nhà chồng thấy gia đình ta là một gia đình nề nếp, có gia phong, có lễ giáo. Dù cha không còn đương thời như trước, nhưng nề nếp đó không thay đổi. Thứ hai, chứng minh bản thân con tuy là gái út nhà hội đồng, tuy không có khuôn mặt đẹp như tiên sa, nhưng con có tấm lòng bao dung bác ái. Con có nghe chuyện hoa hồng và quỷ dữ không? Cô gái xinh đẹp sau thời gian sống chung với quỷ thì nhận ra con quỷ đó vô cùng thương yêu mình, sẵn lòng vì mình mà làm những chuyện giúp ích cho đời. Chính vì vậy mà từ sự ghê tởm đã chuyển sang thật lòng thật dạ yêu thương. Con sẽ làm được điều đó, cha tin vậy. Thứ ba, con hãy quan tâm chăm sóc chồng, cha má chồng, kính trọng anh chị em chồng. Tất nhiên, với anh chị của chồng con phải khách sáo hơn anh chị ruột của mình. Cha nói vậy con hiểu rồi chứ. Thứ tư, vấn đề trước mắt là con phải giải quyết. Đó là trở về viện một lý do chính đáng cho việc về sáng nay. Xong thì xin lỗi cha má và anh chị của chồng, rồi thì bắt tay vào thực hiện gia huấn của nhà chồng. Thứ năm, con phải hòa nhã nhịn nhục để lấy lòng chồng, nhất là mẹ chồng, biết chưa? Lấy lòng chân thành mà đối đãi, cha tin không có gì mà mình không lay động được. Chị thông gia là một người hiền lành ít ôi, tuy vậy con không được lên mặt với mẹ chồng, biết chưa? Thứ sáu, đã là người nhà rồi, đã là gái có chồng rồi thì sợ gì đẹp xấu nữa. Bỏ cái khăn voan ra đi cho người ta nhìn, nhìn mãi quen mắt sẽ không ai chê khen xấu đẹp gì đâu. Như nhà mình vậy nè, vì sao mà ai cũng cưng cũng thương con? Vì người ta chỉ thấy cái tốt của con, chứ cái xấu sợ sợ ra đó mà cũng có ảnh hưởng gì ai đâu. Cho nên con hãy dẹp bỏ mặc cảm tự ti, đường đường chính chính ung dung làm dâu nhà bên đó, biết chưa? Bỗng phụng phịu nhõng nhẽo với cha. Thứ gì mà quá trời vậy cha? Con nghe lời cha thì được rồi. Nhưng mà nếu như bên đó cứ xăm soi cái mặt của con hoài á, thì con sẽ bỏ về nữa đó. Mà bận sau á, là về luôn, chứ không có qua lợi chồng con gì ráo đâu cha. Ông Lĩnh gật gù. Được, nếu họ chê bai con cứ về đây, cha má sẽ ra mặt cho con. Bà Sanh vuốt ve tấm lưng thon gọn của Bẩm, âu yếm. Còn má đây, con lo gì? Ai mà động tới con gái cưng của má là má liều mạng với họ đó. Ông Lĩnh nghiêng đầu bất bình. Bà mãn có nước vậy? Vậy rồi mần sao mà dạy con? Bỗng nghe lời cha, đội chiếc nón lá lên nhưng không kéo khăn che kính mặt như trước. Cô chào cha má và hai anh mình, xong đi ngang qua vợ bảy giỏ, cô khều một cái. Bỗng ở chung với ba bà chị dâu, nhưng chị nào cũng thương cô em chồng xấu xí này. Họ ăn chung, làm việc chung, tuy rằng ba bà chị dâu luôn gồng gánh cho em út, nhưng Bỗng cũng là đứa con gái giỏi giang, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện bếp núc cũng rành rạnh như các chị dâu của mình. Chính vì vậy mà ông bà hội đồng mới tự tin gả cho con trai bạn thân của ông. Bỗng vừa bước vô nhà quan, cô chuẩn bị tâm thế đối diện với những cặp mắt thồ lộ ngạc nhiên của gia đình này. Nhưng hoàn toàn không có. Cha má quan ngồi ở sập gụ nghe cô xin lỗi giải bày. Lý do vì sao mới sáng sớm chạy về bển được bà Sanh mớm kỹ nên bên này cũng cho qua. Thật sự, cả nhà quan cũng rất sốc khi thấy cái mũi và làn da thâm xì ngay miệng của Bỗng. Nhưng được cha sinh hoạt rồi nên không ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay soi mói, thậm chí chẳng chút giật mình. Nam Cương nhìn Bỗng
mà thương cho thằng em trai út của mình. Thiệt tình là con giỡn nó xấu thiệt. Trời đất ơi, phải chi da dẻ ngay trên cái miệng nó mà được như phía trên gò má của nó, thì dù có xấu cũng không đến nỗi dị hồn như vậy. Nhưng hồi nãy cha chị đã dặn rồi, cha nói: vợ thằng Quang xấu đẹp ra sao, cha chưa nghĩ ra. Nhưng các con, và nhất là Quang phải hiểu điều này, rằng dốc hình khuôn mặt ta là do cha mẹ ta cho, muốn khác cũng không được. Ai trên đời mà muốn con mình xấu xí hay bản thân mình xấu xí đâu. Quan trọng là cách sống của họ. Con này có 5 bà chị dâu, nó sống chung với 3 chị, mà xóm làng có nghe tiếng chị tiếng bất gì không? Mấy chị dâu của nó ra đồng làm ruộng, đi chợ mua sắm, chưa nghe đứa nào chê bai em chồng mình là xấu xí hoặc đanh đá. Vậy có nghĩa là nó sống chan hòa và được lòng mọi người. Cho nó cơ hội đi Quan à. Đừng nhìn nó bằng cặp mắt kỳ thị nữa. Đối đãi tốt với nó, coi ta sẽ nhận lại được gì. Vợ chồng là chuyện trăm năm, thời đại bây giờ cũng văn minh, không bị ràng buộc như trước. Nếu qua thời gian mà con thấy vợ mình nó không có sắc, cũng không có nết, thì cha cho phép con tự hôn, không ép uổng con cả đời. Còn bây giờ, nếu con ghẻ lạnh với nó, không chừng sẽ ép chết nó đó. Vậy rồi, mặt mũi nào mà cha má dồn mặt anh chị thông gia đây chứ? Cha nói như vậy rồi, nên các con cũng không dám có thái độ gì chống đối. Ba chị của Quang thì không quan trọng dù em dâu đẹp xấu, chủ yếu là phải biết điều. Đừng ý mình con nhà phú hào rồi ra vẻ với má họ là được. Còn Quang, anh không dám cãi lại lời cha, nhưng thật tình ngó thấy mặt Bổng là anh tức tức trong bụng kỳ cục. Muốn làm đứa con ngoan, vui vẻ nói chuyện với cô trước mặt mọi người, mà cái miệng anh cứ ngậm câm, không nở ra nổi nụ cười với riêng cô. Quang cũng nhận ra, Bỗng tránh nhìn anh. Cô nói chuyện với ai thì nhìn người đó, không nói với anh nên không ngó qua anh là phải rồi. Mô Phật, anh chỉ muốn có vậy thôi. Bỗng thấy mọi người không kỳ thị mình thì trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng gì? Như vậy mình sẽ được sống tự do hơn, không bị gò bó phải giấu đi khuôn mặt hàng ngày. Lo là lo không biết họ còn có kế hoạch gì khác hay không. Nhưng cha cô đã dạy rồi, lấy lòng mà đối đãi, để coi mình sẽ nhận lại được gì. Bỗng ra nhà sau, thu dọn nồi niêu chén bát cho gọn gàng. Nhà cô thường hay có tiệc tùng, nhất là tiếp thông gia của 5 người anh, nên việc dọn dẹp Bỗng rất rành rẽ. Xong đâu đó, cô quét tước lau chùi bàn ghế. Khi định bắt tay vào lo cơm nước thì ba chị từ giã ra về. Trước khi về, chị Ba Nha nắm tay Bỗng dặn dò: mấy chị không ăn cơm đâu, mợ đừng chuẩn bị cho mấy chị. Có mợ về đây rồi á, mấy chị cũng yên tâm. Từ nay giao cái nhà này cho cậu mợ, nhờ mợ dòm ngó dùm thằng em của chị, với lại chăm sóc cha và vú dùm tụi chị là chị mang ơn mợ lắm. Nếu bị cậu Út nó hiếp đáp thì cho chị hay, chị xử nó thay mợ. Bỗng chúng chím cười, nghe thấy ấm lòng sao đâu. Cô không hứa hẹn, chỉ gật đầu, và cái miệng đen thui hé cười, khoe hàm răng trắng muốt. Tối lại, đêm động phòng thứ hai. Quang vẫn không sao ôm được Bỗng, anh không hề thích cô. Tuy anh hiểu hết những lời cha mình nói, nhưng muốn yêu thương Bỗng thì thật khó. Phải chi cô chỉ xấu thôi, không có làn da thâm xì nhám cào kia, thì còn miễn cưỡng được. Đằng này... Bỗng sau một ngày quần quật dọn dẹp, cơm nước cho 4 người thì cũng thấm mệt. Vô phòng là lăn ra ngủ, không bận tâm chi đến chồng. Cô cũng không cần người chồng coi thường mình, chê bai nhan sắc của vợ. Bây giờ, cô chỉ muốn thực hiện nhiệm vụ con cái nghe lời cha mẹ. Và khi được cha mẹ gả đi rồi, thì toàn tâm toàn ý với gia đình chồng. Chồng thương hay không á, đối với Bỗng không còn quan trọng nữa. Ba bữa cơm, vợ chồng ngồi đối diện nhau nhưng không nói với nhau lời nào. Bỗng lăn sang với má chồng, cô cũng kêu bà bằng vú như các anh chị. Bỗng nhận thấy mẹ chồng mình dễ dãi hơn má mình rất nhiều. Tự nhiên cô có cảm tình với bà, và tình cảm của cô cũng được bà đáp lại. Một tháng trôi qua, Quang vẫn chưa đụng chạm gì đến Bỗng.
Anh nhớ rõ hôm phản bái về nhà vợ, ánh mắt mẹ vợ nhìn anh có vẻ soi mói. Quang từng nghe người ta nói lại là bà rất cưng chiều con gái út của mình. Chắc bà hy vọng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Nhưng điều đó đến bây giờ anh cũng chưa làm được. Nói cho chính xác là anh không làm được. Anh không kỳ thị cô, cũng không chê cô xấu xí như trước. Nhưng thật tình, nhìn mặt cô á, anh lại cảm thấy giống như mình bị lừa, bị xúc phạm. Và vì vậy mà mỗi lần muốn nhắm mắt ôm đại lấy cô, thì vừa chạm vô lưng bổng là anh có cảm tưởng như có một lực nào đó rất mạnh đẩy bật anh ra, khiến anh không thể chạm vào người cô được. Đó là suy nghĩ do chính anh ngụy biện cho mình. Anh cũng biết vậy, nhưng không khắc phục được. Họ sống đồng sàng dị mộng như vậy suốt nửa năm trời mà hai gia đình không ai hay biết. Bỗng rất thích không khí gia đình này. Khi cha chồng và chồng cô đi ruộng, chỉ có cô và mẹ chồng ở nhà. Bà không cho cô làm gì. Bác ngồi nghe ngạch cửa, bác chí hoặc nhổ tóc bạc cho bà, rồi hai mẹ con tâm sự. Nửa năm như vậy mà bỗng chưa lần nào nói với mẹ chồng mình bị chồng kỳ thị. Cho đến một hôm, cũng đang ngồi nhổ tóc cho bà, bỗng nhiên bà nắm tay cô dừng lại, quay mặt nhìn bỗng. Nói thiệt vô nghe, sao mà lâu vậy á, con vẫn chưa có thai. Bỗng giật mình, nói sao với bà đây? Cô cười cười, ổn ẻn gỡ tay bà ra và tiếp tục lựa tóc. Chưa được 3 năm mà Vũ, con chưa phạm lỗi thất suất mự. Vũ không nói chuyện thất suất, nhưng Vũ nhìn ra được á, hai vợ chồng con không có kháng khích mặn nồng. Thằng Quang đối với con ra sao? Bỗng ngừng tay lại, bối rối. Cô không quá hiền lành để nhẫn nhục, nhưng cô cũng không muốn dạch lưng cho người xem thẹo. Nhưng người này là ai? Là mẹ chồng của cô. Mà chồng cô... Chồng cô sao? Hai người có phải là vợ chồng với nhau không? Không, cô chưa từng có chồng. Chỉ là cái đám cưới ràng buộc khiến cô phải bỏ nhà về sống với gia đình khác. Cô cha mẹ họ như cha mẹ mình, làm những việc thường ngày mà cô làm ở nhà mình. Cô không có chồng. Nhà thì thật sự có một thanh niên trang lứa, nhưng đó không phải là chồng cô, cũng không phải anh, không phải em, không phải bạn bè. Hắn ta là người cô phải phục vụ manh quần tắm áo, miếng ăn miếng uống. Ngoài ra, cô và hắn không có điểm chung nào. Hắn không phải chồng cô, và cô chưa hề có chồng, chỉ có cái đám cưới ràng buộc mà thôi. 4 chữ đám cưới ràng buộc cứ quấn lấy đầu óc bỗng, khiến cô cảm thấy nặng nề khi nghĩ đến Quang. Cô không có trách nhiệm gì với anh ta cả. Cô sống ở đây vì thích mẹ của anh ta. Ở bà, cô tìm được sự đồng cảm. Vì sao mà bà hiền lành nhẫn nhịn mọi thứ như vậy? Cô đã hiểu và thương bà hơn. Khác với má cô, bà xuất thân nghèo khó, được ông yêu và nhất định cưới đưa về. Bà bị gia đình chồng coi khinh đầy sách như tôi tớ vậy. Tiếng nói không có trọng lượng nên bà không thèm nói chuyện với ai. Quanh năm thui thủ với chồng, sau đó các đứa con lần lượt ra đời, rồi cũng được ra ở riêng. Mà cái vụ ra riêng này á, cũng trần ai lai khổ với bà mẹ chồng khắc nghiệt. Thoát khỏi ách của bà ta rồi, bà cảm thấy cuộc đời mình đã sang trang mới. Ngày chí tối cắm đầu lo làm lụng, và cơ ngơi đồ sộ một thời của ông bà cũng là do chính bàn tay ông bà tạo dựng, không nương nhờ ai. Trải qua quá trình làm dâu đầy cay đắng tủi nhục, nên bà hiểu cảnh con dâu về nhà chồng. Bà đối xử với hai con dâu mình như con gái, và bây giờ với bổng cũng vậy. 6 tháng đã qua, chưa bao giờ bà đã động gì tới nhan sắc lạ kỳ của cô. Má cô thì khác. Má cô là con gái rượu của ông chánh tổng. Về với cha cô, mang đầy ấp của hồi môn. Người hầu sợ bà hơn sợ ông hội đồng, khi không có chức vụ nhưng oai phong dữ lắm. Má cô không khắc nghiệt với con dâu, nhưng nếu anh chị cô có xảy ra xích mích thì bà luôn đổ lỗi cho họ. Bởi vì trong mắt bà, con của bà là trên hết, không ai có thể vượt qua. Ngay cả cô gái út có khuôn mặt của quỷ dạ xoa
mà bà cũng không cho rằng con mình xấu. Chính vì những điều đó mà bỗng không bận tâm chồng đối với mình ra sao. Tốt cũng được, xấu cũng được. Cô là một đứa con gái bình thường, có đến hai nhà để chạy tới chạy lui. Có hai bà mẹ, hai người cha, rất đông anh chị em, ai cũng thương yêu cô. Vậy là đủ rồi. Thấy cô lâu mang bầu, má cô cũng băn khoăn như má của Quang. Bà sợ con gái mình bị chồng ghẻ lạnh, bị gia đình chồng đẩy xách. Bà thường xuyên qua nhà chồng cô hơn, nhưng lần nào cũng bắt gặp cô và mẹ chồng vui vẻ đề huề, nên nghi vấn trong bà cũng không còn. Tuy vậy, những khi bổn về nhà chơi, bà cứ can dặn: họ mà bạc đãi con thì cho má hay liền nghe. Sống không tốt với con gái má là coi chừng hốt xác đó. Bỗng chỉ cười và khoe khoang mình luôn được chồng và bên chồng thương như cành vàng lá ngọc. Rồi cô lại thấy trong lòng có chút gì đó dương dướng buồn. Đêm đó cũng như mỗi đêm, công việc xong xuôi, bỗng tắm gội xong, đi ngang đại sảnh thì thấy ông bà Thống mặt mày ủ rũ, bên cạnh là Quang. Cô lấy làm lạ đứng lại nghe, bà bế giọng buồn rầu cất lên: nhà nó đơn chí quá. Thôi, để tôi đi nuôi nó, cho chồng nó ở nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ. Chứ nó không có mẹ chồng, cha chồng đàn ông đàn an á mà lo cho cháu nội sao được. Thương dĩ đâu á, mới bay lớn mà bị tai biến rồi mượn sao. Bỗng hết hồn xà lại bà: Du nói ai vậy Du? Chị ba của con, tự nhiên á hôm qua bị tai biến. May mà anh ba con hay kịp thời đưa đi nhà thương, giờ cũng qua thời kỳ nguy hiểm rồi, nhưng đi đứng chưa có được, một mé bên trái bị yếu. Ông Thống thiểu não: ba cái vụ tai biến này không điều trị dứt căn thì cứ tái đi tái lợi hoài, lần sau nặng hơn lần trước nữa, rầu hết sức. Bỗng không suy nghĩ, nói ngay: má để con đi nuôi chị Năm cho, vụ này cần phải dìu đỡ. Má có tuổi rồi, lo không nổi đâu. Con mạnh dạn xốc vác, để anh Năm ở nhà lo cho mấy cháu. Chứ con thì không có kinh nghiệm chăm con nít, với lợi thấy mặt con sợ tụi nhỏ khóc không chịu chơi. Ông bà Thống cảm động chưa kịp nói gì hết thì Quang đã gắt lên: thôi, ở nhà, để Du đi. Bỗng ngẩng mặt nhìn Quang, điềm tĩnh lạ kỳ: sao vậy? Anh sợ người ta biết chị Năm có đứa em dâu xấu xí à? Anh yên tâm, tôi sẽ nói với chị Năm kêu tôi bằng tên, đừng kêu mợ. Giữa tôi và anh á, chưa phải là vợ chồng, nên tôi cũng không ham hố gì á tiếng gọi mợ Út đâu anh à. Tôi ở đây với cha Vú vì tôi thương, xem cha mẹ anh như cha mẹ tôi, mấy anh chị anh á như anh chị tôi, chứ không phải là nhà chồng. Khi nào cha má không thích tôi nữa thì tôi về nhà tôi. Dù gì á thì chúng ta cũng chưa từng có một ngày vợ chồng mà, đúng không? Sao anh không nghĩ Vú có tuổi rồi, tới lui bệnh viện á có tốt cho sức khỏe của Vú không? Chị Năm bị liệt, Vú dìu đỡ nổi không? Lỡ như dắt một cái á thì hậu quả ra sao, anh lường được không? Ông Thống nghe con dâu nói như sét đánh ngang tai, ông trừng mắt ngó Quang: vậy là sao? Chưa từng vợ chồng là sao? Bỗng vội vàng nói: chuyện này để giải quyết sau đi cha. Bây giờ nếu cha và Vú chấp nhận thì con soạn đồ đi lên chị Năm liền cho kịp chuyến xe để anh Năm còn về. Má qua với tụi nhỏ trước đi má. Ông Thống dội vàng gật đầu. Mẹ con bà bế cũng vào phòng soạn đồ rồi nhanh chóng đi ngay. Còn lại hai cha con, ông nghiêm khắc nhìn Quang: bấy lâu nay thấy thái độ của mày đối với nó tao không có chút hài lòng. Mày xét lại coi, nó về đây hơn nửa năm rồi, ra đồng làm ruộng, ở nhà coi sóc nhà cửa cơm nước, đỡ đần trước sau cho Vú mày. Anh chị em tới nhà nó vui vẻ sởi lởi, đám tiệc đều dành phần cho chị em mang về. Nó xứng đáng là con dâu Út lắm. Mày nên nhớ, nó không phải ở đây vì không có nơi để đi, không có tiền để sống. Người ta là con gái rượu của nhà hội đồng, giàu có hơn chúng ta nhiều. Nó chấp nhận tủi nhục như vậy vì điều gì? Thì ra bao lâu nay mày với nó chưa hề động phòng. Vậy thì mắc mớ gì không trả tự do cho nó,
mà bắt nó phải ở lại đây để lo cho cái nhà này chứ. Nếu mày không thích nó, thì ngay từ đầu mày nói ra đi, trả nó về bến. Có đâu lợi dụng con người ta cơm ăn áp mạc cho mày, mà trong bụng trong dạ coi thường người ta chứ. Tao thấy rồi, cái mặt nó xấu, nhưng tấm lòng nó tốt. Mày kiếm đâu ra một người như nó? Bị chồng bạc đãi như vậy mà cũng không ca thán với cha mẹ mình một lời. Trời ơi, mày xứng đáng là thằng đàn ông sao Quang? Quang cúi đầu xuống không nói gì. Ông Thống hậm hực đứng dậy. Được rồi, sau chuyện này tao sẽ mời anh chị thông gia qua, dập đầu xin lỗi anh chị, rồi trà rượu đưa nó về bến. Không cần mày giải thích thêm. Ông giới tay lấy cái nón nỉ đội lên đầu rồi đi ra ngoài. Ngồi lại một mình, Quang thấy tâm trạng mình thật hỗn độn, khó tả vô cùng. Tại sao Bỗng lại dễ thương và biết sống như vậy chứ? Từ lâu anh không còn ghét cô như trước, nhưng mỗi khi nhìn mặt cô thì trong lòng anh lại bức bối khó chịu. Quang không thể hàng đêm ôm ấp đứa con gái có bộ dạng như vậy. Tuy rằng anh cũng hiểu rõ Bỗng bất hạnh lắm bởi nhan sắc của mình, nhưng qua 6 tháng sống chung, anh nhận ra cô không hề tự ti mặc cảm gì điều đó. Chứng tỏ rằng cô không lấy cái xấu của mình đổ thừa cho cha mẹ của cô. Bỗng lạc quan yêu đời, vui vẻ sởi lởi. Cha má anh chị em của anh cũng quen với bộ dạng của cô rồi. Họ vô nhà nói cười vui vẻ thân thiết với cô. Bỗng chưa bao giờ nói ra, nên không ai biết cô bị anh ghẻ lạnh suốt thời gian qua. Vậy mà cô cũng chấp nhận sống ở đây. Cha anh nói đúng, Bỗng không phải không có nơi để về. Vậy mà cô vẫn cam tâm tình nguyện ở lại nhà anh, cam tâm tình nguyện lo lắng cho ba người, rồi bây giờ lại lo tới chị của anh nữa là sao? Công tâm mà nói, Quang nhận ra cô là người có trách nhiệm, đã làm việc gì thì cũng cố gắng làm tốt. Vì cô đi nuôi chị của anh bị tai biến thì gia đình anh có thể an tâm. Cô dễ thương, dễ gần gũi như vậy, sao lại nỡ nào đối xử lạnh nhạt với cô chứ? Xấu đâu phải là cái tội. Sinh ra có ai muốn mình xấu đâu chứ. Cô được may mắn đầu thai vô gia đình giàu có, nhưng tạo hóa bất công với cô, buộc cô phải mang lấy bộ mặt như vậy. Nếu kiếp trước cô có làm điều gì lầm lỗi thì nhiêu đó cũng đủ trừng phạt cô rồi. Cớ sao anh lại vì cô không vừa mắt mình mà coi cô như cái gai chứ? Quang cũng không hiểu nổi mình. Nhưng cô đã như vậy thì anh cũng không bàn quan được. Anh cũng nên đến với chị mình mới phải đạo làm em. Vậy là hôm sau, Quang cũng lót tót lên bệnh viện với chị Năm. Tới nơi, anh thấy hai chị dâu và hai chị ruột có mặt ở đó. Chị Ba Nha nhìn anh bằng nửa con mắt. Thăm em gái xong, trước khi ra về, Ba Nha kéo Quang ra ngoài, nhéo vô vai anh một cái đau điếng. Tao nghe vú kể lợi rồi. Mày mà không thay đổi thì chừng nửa dĩa biết tay tao. Người ta là vợ chứ không phải mỏi của mày, biết chưa? Có hai vợ chồng Quang chăm sóc. Một tuần sau, làm vật lý trị liệu thì Nam Thi đã tự đi được. Quan hệ của Quang và Bỗng cũng cải thiện rõ ràng. Hai người nói chuyện với nhau, giao nhiệm vụ cho nhau, cùng chị Nam ăn cơm. Chiều lại, Bỗng tắm gội cho Thi. Một tháng thì Thi bình thường xuất viện, vợ chồng Quang cũng về nhà. Bắt đầu có thay đổi trong gia đình ông Thống. Không khí vui vẻ hơn, ấm áp hơn. 4 tháng sau, Bỗng xanh xao vàng dọ, ăn uống cứ ói mửa liên tục. Cả nhà thất kinh, không biết cô nhiễm bệnh gì. Hai bà xui nghĩ Bỗng có thai. Nhưng có thai sao lại xanh lè xanh lét, môi má vàng khè như vậy được? Quang tức tốc đưa vợ đi khám. Khi trở về, cả nhà đông đủ không thiếu một ai. Mặt mày vợ chồng hớn hở, tự nhiên Bỗng không còn dáng vẻ bệnh hoạn như khi đi. Quang trề trề môi, nói trong hạnh phúc. Có bầu rồi. Thai bình thường khỏe mạnh, mẹ cũng không có bệnh hoạn gì. Tại ngén nên vậy, bác sĩ kêu về bồi bổ là hết hà. Cả nhà thở khì rồi reo lên mừng vui. Bà Nha tiến đến gần Quang thì anh dẹt ra. Gì nữa bà nội, nhéo nữa hả? Tại bà nhéo á, nên đứa nhóc mới chui ra bên cha nó đó. 5 tháng sau, Bỗng sinh được một thằng cu
mặt mày y chang Quang, không có dấu bớt đen như mẹ. Thật lòng, trong thời gian Bổng mang thai, tất cả mọi người đều hồi hộp chờ xem đứa bé này ra sao. Nếu nó mang gen di truyền của mẹ thì ôi thôi. Nhưng thằng bé mặt mày sáng láng, điều này chứng tỏ Bổng rất yêu chồng nên mới sinh ra đứa con giống hệt anh. Lạ một điều nữa là sau khi ra cử, vết nám trên mặt Bổng cũng biến mất, da dẻ láng o, cái mũi cũng không còn hất lên như trước. Đúng là kỳ tích mà. Bà bé vui mừng hơn ai hết, bà nói với các con mình: tướng do tâm sinh, con vợ thằng Quang nó tốt nên trời mới cho được mới như vậy. Phải lấy đó làm gương mà sống ở đời. Hai ông bạn già tình thân lại càng thêm thân. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.